Xin mến chào quý vị và các bạn đến với bản tin dự báo giá heo hơi ngày 12 tháng 12 năm 2021 được phát trên kênh VicHillVS. Theo như thống kê và báo cáo của các tỉnh thành cho thấy, dự báo giá heo hơi trong những ngày tới nhiều khả năng sẽ liên tục tăng mạnh cực sốc trên cả nước. Không những thế, theo dự kiến vào cuối năm, giá heo hơi sẽ đua nhau đột phá, rất có thể sẽ vượt luôn đỉnh mức giá dự kiến 70.000 đồng 1 kg. Với giá heo hơi tại miền Bắc ngày hôm nay, được thương lái thu mua trong khoảng từ 49.000 đồng 1 kg cho đến 55.000 đồng 1 kg. Cụ thể, Bắc Giang giao dịch ở mức 50.000 đồng cho đến 52.000 đồng 1 kg. Yên Bái neo ở mức 50.000 đồng cho đến 52.000 đồng 1 kg. Lào Cai bán với giá 49.000 đồng cho đến 51.000 đồng 1 kg. Hưng Yên giữ mức giá 53.000 đồng cho đến 55.000 đồng 1 kg. Nam Định được ghi nhận từ 50.000 đồng cho đến 52.000 đồng 1 kg. Thái Nguyên giao dịch ở mức 50.000 đồng cho đến 52.000 đồng 1 kg. Phú Thọ neo ở mức 50.000 đồng cho đến 52.000 đồng 1 kg. Thái Bình bán với giá 50.000 đồng cho đến 52.000 đồng 1 kg. Hà Nam giữ mức giá 50.000 đồng cho đến 52.000 đồng 1 kg. Vĩnh Phúc được ghi nhận từ 52.000 đồng cho đến 54.000 đồng 1 kg. Hà Nội giao dịch ở mức 52.000 đồng cho đến 54.000 đồng 1 kg. Ninh Bình neo ở mức 51.000 đồng cho đến 53.000 đồng 1 kg. Tuyên Quang bán với giá 50.000 đồng cho đến 52.000 đồng 1 kg trong hôm nay. Đối với giá heo hơi tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên ngày hôm nay, được thương lái thu mua trong khoảng từ 49.000 đồng 1 kg cho đến 53.000 đồng 1 kg. Cụ thể, Thanh Hóa giao dịch ở mức 50.000 đồng cho đến 52.000 đồng 1 kg. Nghệ An neo ở mức 51.000 đồng cho đến 53.000 đồng 1 kg. Hà Tĩnh bán với giá 50.000 đồng cho đến 52.000 đồng 1 kg. Quảng Bình giữ mức giá 50.000 đồng cho đến 52.000 đồng 1 kg. Quảng Trị được ghi nhận từ 50.000 đồng cho đến 52.000 đồng 1 kg. Thừa Thiên Huế giao dịch ở mức 49.000 đồng cho đến 51.000 đồng 1 kg. Quảng Nam neo ở mức 49.000 đồng cho đến 51.000 đồng 1 kg. Quảng Ngãi bán với giá 50.000 đồng cho đến 52.000 đồng 1 kg. Bình Định giữ mức giá 49.000 đồng cho đến 51.000 đồng 1 kg. Khánh Hòa được ghi nhận từ 49.000 đồng cho đến 51.000 đồng 1 kg. Lâm Đồng giao dịch ở mức 50.000 đồng cho đến 52.000 đồng 1 kg. Đắk Lắk neo ở mức 49.000 đồng cho đến 51.000 đồng 1 kg. Ninh Thuận bán với giá 50.000 đồng cho đến 52.000 đồng 1 kg. Bình Thuận giữ mức giá 50.000 đồng cho đến 52.000 đồng 1 kg trong hôm nay. Còn về giá heo hơi tại miền Nam ngày hôm nay, được thương lái giao dịch trong khoảng từ 48.000 đồng 1 kg cho đến 53.000 đồng 1 kg. Cụ thể, Bình Phước giao dịch ở mức 49.000 đồng cho đến 51.000 đồng 1 kg. Đồng Nai neo ở mức 50.000 đồng cho đến 52.000 đồng 1 kg. Thành phố Hồ Chí Minh bán với giá 51.000 đồng cho đến 53.000 đồng 1 kg. Bình Dương giữ mức giá 50.000 đồng cho đến 52.000 đồng 1 kg. Tây Ninh được ghi nhận từ 49.000 đồng cho đến 51.000 đồng 1 kg. Vũng Tàu giao dịch ở mức 50.000 đồng cho đến 52.000 đồng 1 kg. Long An neo ở mức 50.000 đồng cho đến 52.000 đồng 1 kg. Đồng Tháp bán với giá 51.000 đồng cho đến 53.000 đồng 1 kg. An Giang giữ mức giá 48.000 đồng cho đến 50.000 đồng 1 kg. Vĩnh Long được ghi nhận từ 49.000 đồng cho đến 51.000 đồng 1 kg. Cần Thơ giao dịch ở mức 51.000 đồng cho đến 53.000 đồng 1 kg. Kiên Giang neo ở mức 49.000 đồng cho đến 51.000 đồng 1 kg. Hậu Giang bán với giá 49.000 đồng cho đến 51.000 đồng 1 kg. Cà Mau giữ mức giá
49.000 đồng cho đến 51.000 đồng 1 kg. Tiền Giang được ghi nhận từ 51.000 đồng cho đến 53.000 đồng 1 kg. Bạc Liêu giao dịch ở mức 51.000 đồng cho đến 53.000 đồng 1 kg. Trà Vinh neo ở mức 48.000 đồng cho đến 50.000 đồng 1 kg. Bến Tre bán với giá 50.000 đồng cho đến 52.000 đồng 1 kg. Sóc Trăng giữ mức giá 51.000 đồng cho đến 53.000 đồng 1 kg trong hôm nay. Về giá thịt heo thành phẩm tại các sạp bán của các chợ lớn ngày hôm nay như sau. Thịt ba dọi bán với giá 110.000 đồng 1 kg. Sườn non heo giao dịch ở mức 130.000 đồng 1 kg. Sườn già heo được ghi nhận là 80.000 đồng 1 kg. Thịt nạc vai bán với giá 125.000 đồng 1 kg. Đuôi heo được ghi nhận là 105.000 đồng 1 kg. Mỡ heo bán với giá 55.000 đồng 1 kg. Nạc đùi heo giữ mức giá 90.000 đồng 1 kg trong hôm nay. Theo các hộ chăn nuôi, giá heo hơi sẽ tăng vào cuối năm theo quy luật, nhưng dự kiến sẽ không tăng đột biến vì nguồn cung dồi dào. Còn giá heo hơi những ngày gần đây có chiều hướng tăng trở lại là do nhu cầu tiêu thụ thịt heo ở các địa phương trong cả nước bắt đầu tăng sau khi nền kinh tế bước vào giai đoạn thích ứng an toàn, linh hoạt trong điều kiện kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Đại diện Cục Chăn nuôi dự báo giá heo hơi sẽ khôi phục mức 70.000 đồng 1 kg trong thời gian tới, nhưng khó chạm đỉnh 100.000 đồng 1 kg vì tổng đàn trong nước vẫn duy trì ở mức 28 triệu con, đảm bảo cung cấp thực phẩm cho người dân vào dịp Tết Nguyên đán. Theo Cục Chăn nuôi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, từ đầu năm đến nay, giá thức ăn chăn nuôi đã tăng 9 lần, có loại tăng tới 10 lần, trung bình mỗi lần, tăng từ 3 đến 5%. Nguyên nhân một phần là do dịch COVID-19 gây khó khăn trong khâu nhập nguyên liệu, trong khi chi phí vận chuyển tăng từ 200% đến 300%. Trước tình hình dịch tả heo châu Phi đang bùng phát trở lại, để chủ động kiểm soát, ngăn chặn và xử lý dứt điểm các ổ dịch tả heo châu Phi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn yêu cầu khẩn trương triển khai đồng bộ quyết liệt các giải pháp dập dịch, chỉ đạo các ban ngành chức năng, phun thuốc, tiêu độc khử trùng, rắc vôi bột tại khu vực chuồng trại của các hộ gia đình chăn nuôi trên địa bàn có dịch bệnh. Đối với các địa phương chưa phát hiện dịch tả heo châu Phi, phải chủ động tăng cường công tác phòng dịch, giám sát chặt chẽ dịch bệnh trên gia súc để xử lý kịp thời nếu có dịch xảy ra. Trong thời gian có dịch, các địa phương phải tạm dừng các hoạt động mua bán, giết mổ, tiêu thụ heo và sản phẩm từ heo. Ngoài ra, yêu cầu các địa phương thực hiện tốt 5 không, đó là không giấu dịch, không bán chạy gia súc, không giết mổ gia súc đã bệnh hay bị chết, không vứt xác gia súc, gia cầm chết ra môi trường và không sử dụng thức ăn thừa chưa qua xử lý nhiệt để chăn nuôi heo. Đối với các phương tiện chở heo không đầy đủ giấy tờ theo quy định, kiên quyết xử phạt hành chính, nghiêm cấm vận chuyển heo vào địa bàn. Hệ thống truyền thanh từ cơ sở cần đẩy mạnh tuyên truyền về phương pháp phòng chống dịch bệnh trên đàn heo để các hộ dân trong huyện nắm rõ, từ đó có biện pháp tích cực bảo vệ đàn vật nuôi của gia đình. Khuyến cáo người chăn nuôi cần nhập giống heo tại các cơ sở có uy tín, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Đồng thời, tiến hành tổng vệ sinh môi trường xung quanh chuồng trại trước khi tái đàn nhằm hạn chế mầm bệnh phát sinh, nhất là bệnh dịch tả heo châu Phi. Hướng dẫn người dân áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học để bảo vệ đàn vật nuôi. Kênh Giá Heo Hơi xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin dự báo giá heo hơi ngày hôm nay. Nếu thấy thông tin đáng chú ý, hãy bấm nút đăng ký và ấn phím chuông để nhận được thông báo cập nhật giá heo hơi mới nhất. Và đừng quên bấm nút thích bên dưới để ủng hộ kênh phát triển hơn. Chúc mọi người luôn mạnh khỏe và bình an. Mến chào và hẹn gặp lại!